Hôm nay em giới thiệu các bác đó là lồng bát quái, lồng 50 x 70, có nghĩa là cái chiều rộng của cái khung lồng là 70 cm và chiều cao thân đứng của nó là 50 cm. Lồng này là chuyên môn thiết kế ra để bắt các loại cá lớn, cá sống lâu năm ở hồ, ví dụ các loại lưới thì không có khả năng đánh bắt được chúng nó ở cái tầng tầng đáy, thì lồng bát quái này sẽ thay nhiệm vụ cho lưới để bắt được những loại cá lớn sống ở hồ lâu năm, ví dụ như cá chấm đen, cá chấm cỏ, chép, trôi, mè, từ 5 cân, 7 cân, 10 cân phi ở đây là cũng thể bắt được hết. Đây chính là cái hôm của nó nha các bác nha. Hôm này thì cam kết thì cá hát to vào đây này là vào là chỉ có vào thôi, không có ra được. Đấy. Các cửa hôm là so le với nhau. Bên này là cửa hôm thì bên này sẽ không có, thì nó sẽ là bên kia sẽ có. Bên này có thì bên kia mới có, đấy, so le đối nhau, thiết kế rất là chắc chắn, dây đi rất là dây là dễ chắc chắn, đấy, không buộc rất là chắc chắn, rất là vuông và cân, không phải suy nghĩ luôn đấy ạ. Ngoài ra em muốn kết hợp các loại mồi nhé, mồi tôm tư quá cá luôn, lượt chạch và mồi nước, mồi dạng nước sinh học, an toàn, không độc hại, không ảnh hưởng đến con người và mùi nước này. Có thể mùi nước này báo cáo các bác là có thể trộn cho thức ăn cho gà, cho vịt, cho nó gọi là kích thích ham ăn cho các loại gia cầm luôn, không ảnh hưởng gì nữa. Đấy, trên bao bì có số điện thoại, các bác cứ thích liên hệ với em. Đấy, mùi này có thể bắt được này, rắn ba ba, lươn trạch, các loại cá nước ngọt, nước nợ, nước mặn. Đấy các bác nha. Đấy. Bác nào muốn bắt cá lớn ở dưới hồ sâu liên hệ với em. Đã có loại lồng chuyên bắt cá lớn.